Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là niềm vui 7 ngày tới của bạn từ ngày 7 tây tháng 11 đến ngày 13 tây tháng 11 năm 2022. Và đây những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi niềm vui 7 ngày tới của bạn là gì ha. Từ ngày 7 tây tháng 11 đến ngày 13 tây tháng 11 năm 2022. Và đây những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Mình thấy các bạn tụ 1 là những người nhiệt huyết, tràn đầy cái sự sáng tạo, đam mê trong cuộc sống, là những người rất là chủ động ha. Và cuộc sống của bạn, bạn luôn muốn đóng góp, cống hiến những điều tốt đẹp, tích cực nhất cho cuộc sống này. Đồng thời mình thấy là có khả năng một số bạn, các bạn đang ở nước ngoài, hoặc là các bạn là những người rất là cởi mở ha, là những người rất là thích ham học hỏi, giao lưu, văn hóa, phong tục, tập quán các nước rồi đó. Hoặc là các bạn là những người có bạn bè quốc tế ở đây. Một số bạn thì có khả năng là các bạn rất là giỏi về cái vốn ngoại ngữ của bạn ha. Mình thấy có khả năng một số bạn đang cảm thấy khá là mệt mỏi, hoặc là đang bị bệnh. Một số bạn thì có khả năng đang bị kiệt quệ vấn đề tài chính và các bạn đang tìm cái đường hướng để có thể gọi là xây dựng cái nền tài chính nó vững vàng hơn. Rồi để xem coi niềm vui 7 ngày tới của bạn sẽ có gì ha. Mình thấy một số bạn thì có khả năng là 7 ngày tới này có vẻ như một số bạn, các bạn có liên quan đến yếu tố nước ngoài ở đây, có khả năng là bạn sẽ học hỏi, nâng cao ngoại ngữ. Và mình thấy là có khả năng một số bạn thì có thể là bạn sẽ nắm bắt được một công việc nào đó, công việc nước ngoài, công ty đa quốc gia ha. Hoặc là một số bạn sẽ có chuyến đi di chuyển, đi ra khỏi, đi ra cái nơi mà bạn muốn sinh sống, muốn du học chẳng hạn ha. Hoặc là một số bạn đi xuất khẩu lao động. Một số bạn thì có khả năng có tin tức về công việc hoặc là có tin tức của người thân các bạn ở nước ngoài gọi về ha. Mình thấy thì một số bạn, các bạn có những cái sự phân vân lựa chọn giữa hai quyết định nào đó, và các bạn chưa tìm được ra được cái hướng giải quyết, cái câu trả lời, các bạn còn bị gọi là mù đường, mất phương hướng ở đây. Tuy nhiên thì mình thấy có khả năng một người mang năng lượng nam, họ sẽ đến hỗ trợ giúp đỡ cho bạn, hoặc là người cố vấn giúp cho bạn đưa ra cái lời khuyên hỗ trợ cho bạn ha. Một số bạn thì mình thấy là các bạn sẽ nâng cao được cái sự sáng tạo, nhiệt huyết và đam mê của bạn trong công việc nè. Đồng thời bạn cảm thấy có một cái sự gọi là dâng tràn cái tình yêu thương cuộc sống, yêu thương bản thân và yêu thương tất cả mọi người, muốn làm những điều gì đó tốt đẹp, tích cực cho người khác. Một số bạn thì trong giai đoạn này thì mình thấy sẽ có những đối tượng họ ganh ghét, đố kỵ, hoặc là họ có sự gọi là so đo tính toán với bạn. Tuy nhiên thì mình thấy hiện tại là bạn đang tìm đường hướng cho tương lai của bạn, và muốn rời khỏi một cái vấn đề gì đó, thì tốt nhất là các bạn đừng nên tập trung vào những người tiêu cực, mà hãy tập trung vào kế hoạch, vào bản thân và vào gia đình của mình và cái hướng đi tiếp theo của mình ha. Hãy rời xa những cái năng lượng mệt mỏi đó, vì thời điểm này thì có những cái sự khó khăn trong cuộc sống, cho nên bạn còn phải tìm ra cái phương hướng giải quyết tối ưu cho cuộc sống của bạn, và tạo ra cho mình một cái cơ ngơi nó an toàn, nó ổn định, nó kiên cố hơn. Đừng để mất thời gian, năng lượng và sức lực cho những người họ không phù hợp với năng lượng của bạn, và cũng không cần phải quan tâm đến họ làm gì ha. Bạn cần phải yêu thương bản thân của mình, giá trị của mình,
Và đừng để người khác có thể kiểm soát hoặc là khiến cho bạn bị mệt mỏi bởi những cái lời nói, sự ganh ghét của họ ha. Cái gì của họ thì cứ giữ của họ, còn cái gì của mình thì mình nên giữ riêng cho của mình. Tạm thời thì nên lui về, có sự gọi là suy nghĩ kỹ lưỡng và học tập thật là nhiều để phát triển nâng cấp bản thân của mình, để đón chào những cơ hội mới đến với cuộc sống của bạn nha. Niềm vui nào sẽ đến với các bạn tụ một trong 7 ngày tới? Mình thấy một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ rời khỏi cái giai đoạn mệt mỏi tiêu cực này và các bạn tìm kiếm cái đường hướng, cái lối đi riêng cho bản thân của mình ha. Một số bạn có vẻ như các bạn có sự rời bỏ một công việc nào đó, thì trong 7 ngày tới mình thấy là một cái giai đoạn mà bạn nên dừng lại nghỉ ngơi và suy nghĩ kỹ lưỡng về cái hành trình phía trước của bản thân mình. Đồng thời mình thấy các bạn nên trau dồi thêm kiến thức nhiều hơn và học hỏi phát triển bản thân nhiều hơn. Với lại mình thấy trực giác của bạn có sự nâng cao, nên tin tưởng vào trực giác của bạn và có sự thôi thúc bên trong trái tim của bạn để bạn có thể gọi là tìm kiếm con đường nó thích hợp với bạn ha. Một số bạn mình thấy các bạn có sự tiết kiệm ở đây, không dám tiêu xài nè, và mình thấy là các bạn nên gọi là biết khai triển phát triển bản thân của mình. Bạn có những cái tài năng thực lực nào, có những ưu điểm nào thì bạn nên phát triển nó để bạn có thể đón bắt những cơ hội vàng đến với cuộc sống của bạn. Đừng ngại có sự thay đổi ha. Đời chỉ thay đổi khi mà chúng ta thay đổi thôi. Chỉ khi nào bạn thay đổi được tư duy, góc nhìn, cái hướng đi rõ ràng thì bạn mới có thể thay đổi được cuộc sống của bạn, nó có một sự vững chắc hơn. Và mình thấy là các bạn sẽ có sự sáng suốt rõ ràng hơn trong suy nghĩ, và các bạn có sự kỹ lưỡng tỉ mỉ hơn, và có khả năng là các bạn sẽ lên trang mạng nhiều hơn để tìm kiếm cái đường hướng tương lai cho bản thân của mình và học hỏi ở người khác trong giai đoạn này ha. Giai đoạn này thì mình thấy là các bạn nên kiểm soát lời ăn tiếng nói, có sự gọi là khôn ngoan xử lý vấn đề, điềm tĩnh giải quyết vấn đề ha. Giai đoạn này thì mình thấy các bạn nên lui vào bên trong để có sự thiền định, suy ngẫm và kết nối với trực giác để có thể nhận được những sự hướng dẫn từ thông điệp mà vũ trụ truyền tải đến bạn. Và các bạn tránh tiếp xúc với những cái nguồn năng lượng tranh đấu mâu thuẫn ha. Các bạn nên tìm thấy cái chốn bình yên và hãy có một cái sự gọi là cho bản thân mình một không gian riêng để nghỉ ngơi, để suy nghĩ. Thì mình thấy một cái niềm vui của bạn đó là trong 7 ngày tới bạn sẽ tìm ra cách, hoặc là bạn sẽ có một cái sự bứt phá, đột phá gì đó, hoặc là có những cái cách thức mới mẻ hơn trong công việc của bạn, hoặc là bạn có khả năng gọi là loại bỏ được những cái nguồn năng lượng tiêu cực, những cái sự mệt mỏi ra khỏi cái tinh thần của bạn, bạn phấn chấn hơn, mạnh mẽ hơn và chiến thắng bản thân của bạn ha. Mình thấy thì 7 ngày tới này bạn cũng có số tiền đó ha, từ 7 triệu đồng trở lên. Tiền này là cái tiền từ cái sức lao động không ngừng nghỉ của bạn, cái sự cố gắng nỗ lực của bạn, thì đây là cái thành quả xứng đáng với những gì bạn bỏ ra. Đồng thời mình thấy có khả năng là các bạn sẽ dùng tiền để có thể là có những cái buổi tụ họp gia đình, hoặc là một số bạn thì mình thấy là các bạn sẽ đi đám tiệc, đi đám cưới gì đó ở đây ha, hoặc là có những cái buổi tiệc ăn mừng gì đó. Đồng thời mình thấy các bạn cần phải biết cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp, đừng để chuyện tình yêu ảnh hưởng đến cái công việc của bạn hiện tại. Mình thấy có một số bạn, các bạn có sự thức khuya không ngủ được, hoặc là bạn thức khuya để học hỏi, để phát triển bản thân ha. Có một cái sự gọi là khởi đầu mới, một cái điều gì đó thay đổi diễn ra trong cuộc sống của bạn. Và mình thấy là có khả năng các bạn sẽ tự tin hơn, các bạn nhẹ nhàng hơn, các bạn thoải mái hơn cho hành trình phía trước. Vấn đề tài chính của bạn có khả năng nó sẽ được giải quyết, hoặc là một số bạn có khả năng là
có một công việc tự do, có thể có một cái nguồn tiền, phát triển thêm một cái nguồn tiền, cái công việc tay trái của bạn á. Đồng thời một số bạn, các bạn sẽ có những chuyến đi, sẽ có những chuyến di chuyển đi đâu đó, đi phượt hay đi du lịch gì đó để giúp cho bản thân mình cảm thấy yêu đời trở lại ha. Các bạn được khuyến khích hãy cố gắng gọi là cần mẫn hơn trong công việc và tập trung, và đồng thời hãy cố gắng học hỏi, phát triển và vạch ra cái đường hướng đi tương lai, hoặc là viết lên bản kế hoạch cho cuộc sống của mình để bạn được đi đúng cái con đường hướng đi dành cho bạn ha. Còn những bạn mình thấy tìm kiếm công việc thì có khả năng bạn kiếm được một công việc nó phù hợp, và nó như bạn mong ước, có khả năng là công việc này đem đến cho bạn cái nguồn lương cao ha. Nó đòi hỏi bạn phải làm việc một cách chăm chỉ, bền bỉ và có sức chịu đựng cao, và có sự khiêm nhường, khiêm tốn. Một số bạn thì có khả năng phát triển thêm những cái lĩnh vực kinh doanh mới. Nói chung là mình thấy khi mà bạn đã tập trung, bạn cố gắng nỗ lực hết sức mình thì bạn sẽ gặt hái được cái thành quả gì đó nó xứng đáng với những gì bạn bỏ ra đó ha, trong cái 7 ngày tới này đó. Một số bạn có khả năng sẽ tiếp xúc vui chơi với thú cưng trong 7 ngày này cũng có nha. Có khả năng một số bạn sẽ dẫn người yêu đi chơi, đi hẹn hò đâu đó thế này. Mình thấy thì có khả năng trong 7 ngày tới là cái giai đoạn trăng tròn, cho nên một số bạn, các bạn rất là bị hoài nghi, bị mệt mỏi hay tưởng tượng những cái điều khiến bạn cảm thấy rất là cảm thấy trăn trở và cảm thấy lo lắng, lo âu ở đây. Thì mình thấy là các bạn nên tin tưởng vào trực giác của bạn hơn là tin tưởng vào nỗi sợ ha. Hãy có sự cân bằng, điềm tĩnh, suy nghĩ kỹ lưỡng, rõ ràng, và đừng để cái nỗi ám ảnh nó ảnh hưởng đến tinh thần của bạn ha. Đừng có tự hù dọa bản thân bằng những cái tưởng tượng không có thực tế. Và mình thấy các bạn nâng cao cái sự sáng tạo rất là mãnh liệt trong cái 7 ngày tới này. Có khả năng công việc của bạn nó liên quan đến tính chất sáng tạo ở đây, và có khả năng bạn suy nghĩ khá là nhiều điều ha. Suy nghĩ đến nỗi mà không ngủ được luôn. Một số bạn thì mình thấy có khả năng là bạn sẽ có muốn phát triển, muốn gọi là kinh doanh nhiều mặt hàng, nhưng mà mình thấy bạn nên tập trung một cái vấn đề ưu tiên nhất trong lúc này thôi ha, một mặt hàng ưu việt thôi. Và nếu mà bạn có công việc rồi thì bạn làm việc bạn nên tập trung ha, tập trung cao độ. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến số tiền, con số rồi đó, giấy tờ đó cần phải có sự chỉnh chu, tập trung để không ho là sẽ gây ra những cái sự bất trắc, rồi khiến bạn có sự nuối tiếc ở đây ha. Một số bạn mình thấy khả năng là có sẽ có những cái tin tức, hoặc là ai đó gọi điện báo cho bạn một tin tức nào đó, hay là đầu công việc, hoặc là người thân ở nước ngoài gọi điện để thăm bạn, hoặc là một cái tin tức là bạn đậu phỏng vấn gì đó ha. Và mình thấy các bạn sẽ có cái giai đoạn nhìn về cái hành trình trải nghiệm của bạn trong quá khứ, và bạn có sự rút tỉa kinh nghiệm, và bạn cũng xác định được hướng đi, mục tiêu, mục đích sống của bạn. Và mình thấy các bạn sẽ gọi là từng bước tạo dựng cho mình một cái tương lai vững chắc hơn bằng cách là lập ra kế hoạch cho tương lai của bạn ha. Và một số bạn thì mình thấy khả năng là bạn có sự tụ họp gia đình khá là cao ở đây ha, hoặc là các bạn sẽ có những cái sự gọi là vui vẻ, hạnh phúc và mãn nguyện cái điều gì đó, giống như là một cái ước mơ hoặc cái điều mong ước gì đó của bạn hẳn ra được trở thành sự thật. Mình thấy mọi thứ có vẻ có sự sáng tỏ, kiểu như là hổm rày bạn chờ đợi một tin tức gì đó, thì có khả năng gần cuối tuần á sẽ có được cái tin tức này ha. Nó được sáng tỏ giúp bạn có sự yên vui, hạnh phúc và nhảy cẫng lên với niềm vui sướng. Và mình thấy những cái kế hoạch, ước mơ, dự định của bạn nó sẽ có sự gọi là thăng tiến ha. Bạn có sự ấp ủ thì mình thấy khả năng bạn cố gắng bằng luyện tập, thì một số bạn các bạn có sự tỏa sáng trước mọi người ha, là tâm điểm của sự chú ý, và bạn lạc quan, tích cực, vui vẻ hơn rất là nhiều. Sau những cái giai đoạn mệt mỏi, chán chường, và cuối cùng là cái giai đoạn gọi là bình yên nhất, thoải mái nhất và rực rỡ nhất dành cho bạn ha.
Mình thấy trong 7 ngày tới này là cái thời điểm các bạn dồn hết sức mình vào công việc ha. À, đôi khi nó bận rộn khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và rất là mệt mỏi và buồn ngủ nữa. Thì các bạn cần phải có một cái sự gọi là bảo vệ sức khỏe cá nhân là tốt nữa ha. Thì giai đoạn này mình thấy là có khả năng các bạn cũng sẽ không có chú tâm vào tình yêu đâu, mà các bạn sẽ tập trung vào tiền tài, sự nghiệp, tài chính cá nhân. Một số bạn có khả năng các bạn sẽ học hỏi, phát triển bản thân rất là nhiều. Các bạn tiến bước trên hành trình phía trước một cách mạnh mẽ, quyết liệt nhất. Đồng thời mình thấy các bạn sẽ được truyền cảm hứng bởi một người mang năng lượng nam, người này rất là giỏi, khôn ngoan, tài năng và trí tuệ. Có khả năng họ sẽ cho bạn cái lời khuyên hữu ích hoặc là giúp cho bạn thấy rõ được cái đường hướng, đường đi của bạn ha. Một số bạn thì mình thấy là các bạn sẽ có những cái buổi nói chuyện với những người xung quanh. Tuy nhiên á, mình thấy là và đồng thời bạn có sự khiêm tốn học hỏi ở đây ha. Mình thấy là các bạn cần phải có một sự gọi là biết tiết chế, kiềm chế cái tính nóng nảy bốc đồng của bản thân để không gây tổn hại đến hình tượng của bạn cũng như cái công việc của bạn. Một số bạn có khả năng các bạn sẽ đi làm từ thiện, và khi bạn giúp đỡ người khác thì bạn cũng góp phần nhân đôi cái sự may mắn của bạn nữa đó ha. Hoặc là các bạn sẽ được ai đó hỗ trợ giúp đỡ tiền bạc. Có khả năng là người thân ở xa gửi cho bạn tiền bạc ở đây ha. Và đồng thời các bạn nên cẩn trọng xương khớp trong giai đoạn này, đừng mang vác nặng quá không thôi sẽ ảnh hưởng đến xương khớp của bạn. Và nếu có thời gian nghỉ ngơi nha, thấy một số bạn hơi đuối á. Và trong giai đoạn này đối với những cặp đang yêu nhau thì mình thấy các bạn nên có một sự cân bằng, điềm tĩnh để không gây ra những cái sự tổn hại hoặc là đau thương mất mát trong chuyện tình yêu này. Khi mà bạn không có dành thời gian cho nhau là rất là dễ gây ra cái sự xung đột ha. Đặc biệt là cái người mang năng lượng nữ thì họ khá là nóng tính đó, cho nên cần phải nói rõ ràng với nhau những cái vấn đề để mấy bạn không có sự gọi là tranh luận rồi nghi ngờ hoặc là đa đoan ở đây ha. Còn những bạn nào là có sự ngừng nghỉ cái nói chia tay với người yêu rồi và các bạn đang trong giai đoạn gọi là tập trung cuộc sống của mình, yêu thương bản thân mình và phát triển những cái đam mê, ước muốn, nguyện vọng của bạn ở đây. Một số bạn nên cẩn trọng bảo vệ sức khỏe ha, trong giai đoạn 7 ngày tới này để cho bản thân của mình khỏe hơn, lành mạnh hơn. Mình thấy một số bạn nên gọi là đi khám sức khỏe định kỳ nữa nè. Thời một số bạn được khuyến khích hãy bạn hãy làm đầy bản thân mình với nguồn nước ha. Một số bạn có khả năng muốn thư giãn ngâm chân dưới nước chẳng hạn. Và các bạn được khuyến khích hãy nghe nhạc thiền định ha, những cái bài nhạc nào mà nó có tần số năng lượng cao giúp bạn đẩy nhanh những cái nguồn năng lượng tiêu cực ra khỏi tinh thần của bạn á. Hoặc là một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ thích những nghe bài nhạc thư giãn để cảm thấy thư thái, cái tâm hồn bạn an yên hơn ha. Một số bạn có khả năng là các bạn sẽ có những sự liên kết với gia đình, người thân, đặc biệt là ba mẹ ha, tìm về cái chốn quê nhà để các bạn cảm thấy thoải mái hơn. Và nhà là nơi bạn cảm thấy an toàn và được bảo vệ, là nơi thoải mái cho bạn nghỉ ngơi và sáng tạo, nơi để bạn có thể tự biết và gọi nó là của mình. Và lá bài này cho thấy rằng việc bạn tin tưởng và cảm thấy thoải mái như là ở nhà khi được là chính mình sẽ là cái nền tảng vững chắc giúp cho bạn nắm lấy không chỉ là những cái phẩm giá tốt đẹp mà còn là cái tính toàn vẹn ở bản thân, những khía cạnh mà không ai có thể mang nó ra khỏi bạn ha. Bạn biết bạn là ai, hãy ngẩng cao đầu với lòng tự hào và sự khiêm nhường. Thay vì thể hiện khả năng quan sát tầm thường thì hãy nhìn nhận mọi thứ thông qua đôi mắt của tâm hồn. Và bạn hãy lấy lại cái sức mạnh của bạn, cái quyền năng của bạn ha.
Khi mà bạn hành động với bản chất trung thực, bạn sẽ dẫn dắt thế giới và trả lại những ít lợi ích tốt nhất cho bạn. Những cái lựa chọn kinh doanh, các mối đầu tư, những dự án sáng tạo mà bạn đắm chìm vào chúng đang ở mức độ quyền lực cao nhất. Bởi vì chúng hoàn toàn được là chính mình, hoàn toàn cho phép mọi thứ trong hành trình của bản thân đến với bạn. Sự phồn vinh chỉ là sự phát triển tự nhiên khi bạn trải nghiệm qua cái sự đúng đắn này. Đồng thời đây cũng chính là cái lúc mà bạn bỏ qua mọi thứ và nghỉ ngơi. Hãy để sự quan tâm của bạn dành cho thế giới qua đi. Đi đến cái giai đoạn dừng hành động và cho phép bản thân được tự do khỏi cái còng của những mục tiêu, những điều lệ cũng như những khát khao. Không gì quan trọng hơn là việc nghỉ ngơi tách biệt và trung lập. Để cho tâm trí bận rộn một cách thái quá có thể ngăn chặn bạn tiếp cận trí tuệ bên trong nếu bạn không chọn lùi lại, ngồi xuống và nghỉ ngơi. Hãy sẵn sàng để những giấc mơ được hiện diện và những ý tưởng chảy trong bạn. Hãy bỏ qua mọi thế lực cũng như những cái định hướng có ý thức. Hãy quan sát mà không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì ở đây. Và đây chính là cái khoảng thời gian tuyệt vời để bạn nghỉ ngơi khỏi cái lịch trình bận rộn và cho phép bản thân cơ hội để dừng lại. Những kế hoạch của bạn sẽ được ngưng động lại, những mục tiêu cũng sẽ trong trạng thái chờ, vậy nên đừng sợ bỏ lỡ kế hoạch. Hãy ước mơ, hãy tưởng tượng và từ bỏ một cái sự ràng buộc ngay bây giờ. Tự thưởng cho mình một chuyến nghỉ mát nếu bạn có thể. Mọi thứ sẽ lại tăng tốc sớm thôi. Sau khi nghỉ ngơi, có thể bạn sẽ muốn thay đổi vài thứ. Sự thấu hiểu có thể sẽ đến một cách đáng ngạc nhiên nếu bạn dừng tập trung vào danh sách việc cần làm và cho phép bản thân của mình được thả lỏng hết mức. Và khi mà bạn đã thực sự nghỉ ngơi hợp lý rồi thì bạn bước vào những cái khoảnh khắc ngọt ngào nhất của cuộc sống. Khi mà bạn đã lấy lại được cái sức mạnh của bạn, cái sự tinh anh, cái sự minh mẫn của bạn thì bạn thực hiện cái hành trình phát triển bản thân. Thì mình thấy là bạn sẽ tận hưởng cái vùng đất của sữa và mật ong mà ai ai cũng muốn được trải nghiệm. Phiên bản này là của bạn. Mình thấy là khi bạn có thể thống nhất với sự thật là bạn đang ở trong cái sự biểu hiện độc đáo của những điều thiêng liêng, bản ngã của bạn đã có thể nghỉ ngơi và tâm hồn sẽ được soi sáng cho những mục đích của bản thân. Đây chính là lúc mà bạn tìm kiếm cái chân trời mới cho chính bản thân mình. Và khi bạn tìm ra phương hướng, bạn sẽ tự động bước vào cái sự thành công, cũng như là thế giới sẽ mang đến cho bạn của cải dồi dào. Phép màu là sự lựa chọn, đồng thời cũng là cách bạn nhìn thế giới này. Với mọi sự lựa chọn của bạn bây giờ, bạn sẽ có được những cái tiềm năng nắm bắt được cái sự may mắn và tình yêu thương định mệnh của chính mình. Những cơ hội sẽ dẫn đường cho bạn đi đến cuộc sống tốt nhất ngay bây giờ. Hãy mở rộng tâm hồn của mình với chúng và bạn đang nhận được cái hương vị ngọt ngào từ những điều mà bạn mong muốn. Và đồng thời mình thấy khả năng là các bạn sẽ dùng sữa hoặc mật ong trong giai đoạn này để bồi bổ sức khỏe cho bản thân của mình. Và ở đây thì mình thấy cái thiên thần được khuyến khích bạn hãy mở rộng trái tim mình và cho đi mà không mong đợi cái phần thưởng. Đây là cái thời gian cho đi cái sự hào phóng. Bạn có thể cung cấp tiền hoặc là hàng hóa hoặc là cái sự trợ giúp hoặc lòng nhân ái hoặc là kinh nghiệm gì đó cho người khác. Dù cho bạn có tặng gì thì đó cũng là cái thái độ của bạn đang được vũ trụ đánh giá. Khi bạn có trái tim rộng mở, điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong vũ trụ và cái người nhận được cái sự tự do của bạn được ban phước không chỉ bởi món quà của bạn mà còn bởi cái tình yêu mà bạn dành cho nó. Điều này cũng sẽ mở rộng trái tim của họ. Đồng thời khi mà bạn thực hiện cái việc bố thí vô điều kiện thì bạn sẽ cảm thấy trái tim của mình ấm lên và mở rộng. Điều này kích hoạt cái luật ân sủng tâm linh để bạn nhận được cái năng lượng thần thánh trở lại gấp 10 lần trong cuộc sống của bạn đó. Và cái thiên thần luôn nhắc nhở bạn rằng cái lòng vị tha làm giàu cái luân xa tim của bạn và thắp sáng cái sự thăng thiên của bạn và trên con đường với những cái sự gọi là tươi mới rực rỡ với ánh sáng màu vàng. Và cái thiên thần cho bạn biết rằng thì bạn đã sẵn sàng di chuyển về phía trước trên cái con đường thăng thiên của bạn. Đồng thời thì các ngài sẽ giúp cho bạn cắm rễ sâu vào trái đất để bạn có thể tiếp cận được trí tuệ và kiến thức.
Và bạn đang được kêu gọi để hỗ trợ hành tinh bằng cách gửi ánh sáng của bạn xuống hành tinh này, hoặc là gửi ánh sáng của bạn lan tỏa đến cho mọi người. Để làm điều này thì hãy hình dung bạn như là một cái cột ánh sáng, sau đó hút năng lượng vũ trụ xuyên qua bản thân bạn và truyền xuống cái trái đất ha. Và bạn sẽ lan tỏa ánh sáng cho mọi người xung quanh bạn, những người nằm trong cái cộng đồng của bạn ha, giúp đỡ cho người khác, nâng đỡ tinh thần và giúp cho hành tinh là nó đẹp hơn. Và vũ trụ, các thiên thần, các đấng bảo hộ thiêng liêng muốn nói với bạn rằng các bạn được yêu thương vô điều kiện nha. Khi bạn nhớ điều đó, giá trị bản thân, lòng tự trọng và sự tự tin của bạn sẽ được tăng lên. Bạn cảm thấy hạnh phúc và hài hòa hơn, và bạn nhìn thế giới bên ngoài bằng con mắt của tình yêu. Và các thiên thần đang nhìn thấy bạn ha. Hãy tìm kiếm những điều tốt đẹp ở bản thân và những người khác để trái tim của bạn có sự bừng sáng. Sau đó thì bạn có khả năng gọi là ngày càng có một cái sự gọi là lan rộng và phát triển hơn, và có sự chững chạc trưởng thành hơn. Mọi người sẽ cảm nhận được được những cái sự gọi là mới mẻ bên trong bạn, được cái sức hút của bạn và bị thu hút bởi bạn. Vì vậy hãy khuyến khích những người cần được an ủi, hãy có sự động viên tích cực, giúp đỡ cho những người khác nếu họ cần. Còn nếu như bạn cần cái sự giúp đỡ thì hãy cầu xin thiên thần hộ mệnh của bạn ha. Và hãy yêu thương một cách vô điều kiện ha, trong cuộc sống này, cho đi một cách đúng lúc và kịp thời dành cho những người họ đang cần có sự giúp đỡ hỗ trợ từ bạn, thì bạn cũng sẽ được thần thánh hỗ trợ cho bạn thôi. Bạn sẽ được ơn trên giúp cho bạn có những cái lời khuyên tốt về cái con đường phía trước của bạn, không bao giờ phán xét và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ à. Và các ngài cũng vậy, cũng không bao giờ có một sự đánh giá về bạn và luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ cho bạn bất cứ khi nào bạn cần nếu bạn có sự cầu xin. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Và mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ hai để xem coi niềm vui 7 ngày tới của bạn từ ngày 7 tây tháng 11 đến ngày 13 tây tháng 11 năm 2022 sẽ như thế nào ha. Và đây những trao bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Thấy các bạn tụ hai là những người sống rất là ngọt ngào, lãng mạn và chân tình ha. Các bạn đang đứng trước giữa những cái sự lựa chọn gì đó trong cuộc sống của bạn, hoặc là mình thấy các bạn đang lên kế hoạch cho những cái đường hướng tiếp theo trong tương lai của bạn. Đồng thời có khả năng một số bạn, các bạn có sự gọi là điềm tĩnh, giữ cân bằng mọi thứ và luôn sẵn sàng đứng đầu với những thách thức trở ngại để có thể tìm ra cái con đường đi cho bản thân của mình, tìm ra được cái hướng giải quyết tối ưu cho cuộc sống của mình ha. Và mình thấy thì bạn là một người có thiên hướng về nghệ thuật, bạn là một người có trực giác cao, và bạn là một người tràn đầy cái sự yêu thương, nhân từ, có lòng trắc ẩn, bao dung, và luôn gọi là cho người khác những cái lời khuyên hữu ích, cũng như là một người luôn đem đến những cái sự ấm áp, chan hòa cho những người xung quanh ha. Rồi để xem coi niềm vui 7 ngày tới của bạn từ ngày 7 tây tháng 11 đến ngày 13 tây tháng 11 năm 2022 sẽ là gì ha. Thấy một số bạn, các bạn đang đứng trước giữa hai sự lựa chọn mà bạn không có biết là nên làm như thế nào, còn đang bị mắc kẹt, thì mình thấy là tốt nhất là bạn nên lùi lại một bước và tập trung bản thân của mình ha. Dành thời gian để suy nghĩ, để gọi là thiền định, để xem coi trực giác hướng dẫn bạn đi đến đâu ha. Có khả năng là trong lúc mà bạn tĩnh lặng thì bạn được nhận được cái sự hỗ trợ từ ơn trên, giúp bạn có những cái câu trả lời rõ ràng cho cái tình huống hiện tại của bạn. Đồng thời mình thấy có khả năng một người mang năng lượng nữ là một người vững vàng, chững chạc, là một người có sự đứng đắn, một người có nhiều kiến thức sâu rộng, có thể là họ sẽ có thể là cố vấn cho bạn hoặc cho bạn lời khuyên hữu ích ở đây ha. Một số bạn, các bạn đang bị ảnh hưởng bởi cái luân xa thứ nhất ha. Các bạn đang cảm thấy khá là
bất an, lo lắng, muộn phiền, một cái điều gì đó trong cuộc sống của bạn, và bạn cảm thấy như mọi thứ nó có một sự không rõ ràng ở đây, bạn không biết tương lai sẽ đi về đâu và bạn cảm thấy rất là lo sợ. Thì mình thấy các bạn sẽ được thiên thần Michael hỗ trợ, giúp cho bạn có sự gọi là mạnh mẽ, tin tưởng, và bạn được an toàn ha, và được giúp cho bạn có một sự gọi là chữa lành thông qua cái thời điểm mà bạn thiền định hoặc là có sự kết nối với ơn trên ở đây. Đồng thời các bạn sẽ được thiên thần Ariel hỗ trợ mở cho bạn cái luân xa thứ hai, là giúp cho cái sự sáng tạo của bạn nó có một sự gọi là bùng cháy hơi, hoặc là cái tình cảm hoặc là cái vấn đề về tình yêu nó có sự gọi là dâng tràn, ngọt ngào hơn, thấm thiết hơn, mặn nồng hơn. Có thể là bạn sẽ cảm thấy yêu đời, yêu người, yêu bản thân, hoặc là có khả năng tình yêu đôi lứa nó có sự gọi là nó phát triển mạnh mẽ ha, bạn muốn được yêu chẳng hạn. Mình thấy là cái hành trình phía trước của bạn thì có khả năng là bạn sẽ rất là vững vàng, mạnh mẽ, hoặc là tiến bước một cách rất là mãnh liệt, can đảm, đầy nghị lực, chứ bạn không có còn cái sự gọi là do dự, thiếu quyết đoán nữa. Có khả năng là bạn sẽ tìm kiếm được cái hướng đi, cái mục tiêu, cái đường hướng rõ ràng cho bản thân của bạn. Bạn có sự bung tung bay, tỏa sáng và có sự gọi là bung lụa ở đây. Bạn biết mình phải làm gì để có thể gọi là thành công. Mình thấy bạn có sự gọi là phi nước đại ở đây ha. Bạn có sự tin tưởng vào chính bản thân của mình. Rồi, để xem niềm vui tuần mới 7 ngày tới, 7 tới tháng 11 đến 13 tới tháng 1 của các bạn tụi hai sẽ là gì ha. Mình thấy thì nếu mà một số bạn, các bạn đang tìm kiếm một cơ hội công việc thì có khả năng là bạn sẽ kết thúc hoàn toàn cái chương cũ của bạn á, những cái sự muộn phiền hoặc là những cái điều gì đó mà nó khiến bạn cảm thấy rối ren, lo âu và bất trắc. Thì mình thấy có khả năng bạn sẽ nắm vững mỗi cơ hội nào đó. Mình thấy bạn có sự tìm tòi, học hỏi, phát triển và nghiên cứu ở đây. Đồng thời mình thấy các bạn nên gọi là hiện tại trong giai đoạn này nên tập trung và hành động một cách gọi là giống như con số đơn độc á ha, một cách độc lập nhất, và viết ra kế hoạch và thực hiện nó một cách âm thầm và lặng lẽ. Thì khi mà bạn chiến thắng, bạn thành công thì tự khắc mọi thứ nó sẽ ồn ào mà thôi. Mình thấy một số bạn có thể là bạn sẽ có một cái sự gọi là hợp tác với ai đó, hoặc là làm việc chung với họ, với cộng đồng, với hội nhóm ha, có sự gọi là bàn thảo hoặc là bàn bình luận, hoặc là cùng nhau suy nghĩ đưa ra cái đường lối chính sách hoặc là cái kế hoạch mới. Mình thấy bạn có sự gọi là tỉ mỉ với công việc rất là nhiều ha, có sự gọi là chuyên tâm và có sự gọi là phát triển bản thân của mình và nâng cấp những cái sản phẩm, những kế hoạch của bạn nó có sự gọi là trọn vẹn, mỹ mãn nhất. Một số bạn, nếu mà bạn có tìm kiếm cơ hội công việc thì mình thấy là mình sẽ tìm được cơ hội công việc, và công việc này nó là công ty liên quan đến hội nhóm nhiều ha, đến việc phát triển sự sáng tạo là nhiều à. Mà bạn cần phải mạnh mẽ, tự tin và thể hiện được cái khả năng của bạn ha. Mình thấy là bạn sẽ có những cái buổi hẹn trong công việc nè, hoặc là tin nhắn, tin tức gì đó tốt đẹp với bạn. Mình thấy nó giúp cho bạn có sự gọi là nâng cao cái sự nhiệt huyết, cái sự bùng cháy, cái ngọn lửa đam mê cuồng nhiệt trong công việc của bạn, với sự sáng tạo của bạn ha. Mọi thứ có vẻ nở hoa đối với bạn, một cái sự khởi đầu mới gì đó trong cuộc sống của bạn ha. Một số bạn có công việc rồi thì có khả năng là bạn sẽ muốn hợp tác về một cái lĩnh vực nào đó với những người đồng minh, những người cùng chung chí hướng với bạn. Tuy nhiên mình thấy là trong giai đoạn này ha, các bạn cần phải có sự kỹ lưỡng đối với những đối tượng lừa đảo nè, hoặc là chiếm đoạt tài sản, hoặc là những người trộm cắp gì đó. Cần phải cẩn trọng bảo vệ tài sản, tài chính cá nhân là tốt, bảo vệ thông tin của bạn là tốt trong giai đoạn này. Và trong giai đoạn này cũng có những cái người thị phi ha, hay nói sau lưng bạn thì kệ họ đi, bạn đừng có quan tâm. Bạn tập trung vào cuộc sống của bạn và tập trung vào cái hành trình phía trước của bạn, những kế hoạch của bạn, để bạn mới có thể là đạt được những cái sự thắng lợi, thành công vẻ vang nhất. Đừng quan tâm và cũng đừng để mất thời gian cho những điều không đâu ha. Khi mà bạn quá để tâm đến những lời nói của người khác, và bạn sẽ khiến cho cuộc sống bạn có sự trì trệ và mọi thứ nó không có được phát triển nhanh như ý bạn mong muốn đó. Hãy phớt lờ họ đi ha.
Mình thấy thì trong 7 ngày tới này, một số bạn thì vấn đề tài chính là có bạn cố gắng làm việc và bạn chăm chỉ siêng năng ha, tập trung vào công việc, thì bạn mong muốn số tiền như thế nào thì bạn có khả năng tạo ra được cái điều đó. Một số bạn thì các bạn làm việc tự do thì mình thấy như vậy, hoặc là bạn cần phải có một sự nhiệt huyết, tự tin và tỏa sáng ở đây ha. Đồng thời mình thấy là các bạn cần phải gọi là chăm chỉ làm việc. Mình thấy các bạn cũng khá là bận rộn trong giai đoạn này đó, lo chinh chiến xa trường, rồi lo gọi là phát triển những kế hoạch, mục tiêu, ước muốn một cách rất là quyết liệt và can đảm nhất. Thì mình thấy là khi mà bạn có một cái sự phát triển mạnh mẽ như vậy á, bạn thể hiện lời ăn tiếng nói, sự khôn ngoan sắc sảo trong cách sử dụng ngôn từ của bạn, và bạn được mọi người nể trọng, yêu thương, yêu quý. Mình thấy nhờ đó mà cái nguồn tiền tài vật chất của bạn nó có sự dồi dào, thịnh vượng và phát triển hơn rất là nhiều ha. Một số bạn thì có khả năng sử dụng tiền để các bạn mua trái cây hoặc là mua món đồ gì đó tặng cho ba mẹ. Một số bạn thì có khả năng là cái sự thịnh vượng phong phú đang gọi là tràn ngập trong cuộc sống của bạn, bạn có thể tận hưởng được cái cuộc sống thoải mái như ý bạn mong muốn cũng có nha. Hoặc là một số bạn mà các bạn làm việc liên quan đến buôn bán kinh doanh nào đó, có khả năng là mình thấy khá là đắt ha, khá là đắt hàng, được nhiều người họ ủng hộ. Nhưng mà đòi hỏi bạn phải biết cách giao tiếp ha, và phải biết cách gọi là đối nhân xử thế ở đây. Mình thấy một số bạn có những cái buổi tụ họp gia đình, người thân ăn uống, hoặc là dẫn nhau đi ra ngoài quán để có những cái buổi tiệc vui vẻ với nhau, hoặc là một số bạn có khả năng là đi dự tiệc cưới, tiệc sinh nhật, tiệc liên hoan gì đó ở đây ha. Đồng thời mình thấy một số bạn, các bạn có sự mở rộng được cộng đồng của bạn, những người yêu quý bạn, những người cùng chung chí hướng với bạn, và bạn thu hút được những đồng minh họ đến để cùng nhau nâng đỡ tinh thần cho bạn và phát triển cái hành trình phía trước của cả của các bạn ha. Và bạn được khuyến khích hãy ra ngoài thiên nhiên, hít thở không khí trong lành để tìm thấy cái sự minh mẫn, cái sự thoải mái nhất, và khi đó bạn mới có một cái đầu óc tỉnh táo, bạn mới có thể gọi là tìm cách làm ra tiền bạc nó có một sự vững chãi hơn và nó suôn sẻ hơn. Mình thấy thì trong tuần mới này, một số bạn các bạn có những cái cuộc phỏng vấn đi thi hay gì đó, thì mình thấy là bạn nếu mà bạn vững vàng, bạn quyết tâm, bạn thể hiện tài năng, trí tuệ và học hỏi nhiều, nâng cấp kiến thức của bạn, thì có khả năng bạn sẽ giành được cơ hội, có thể là nhận được cơ hội công việc nè, hoặc là một số bạn thì các bạn được ký hợp đồng làm nhân viên chính thức luôn. Một số bạn có sự hợp tác kinh doanh, một số bạn có khả năng sẽ mua vàng hay là mua đất gì đó ở đây ha, bỏ tiền ra mua một cái món đồ nào đó mà bạn mong muốn. Đồng thời mình thấy bạn có sự cân bằng trong cái tinh thần, hoặc là sức khỏe của bạn có sự hồi phục ha, mọi thứ nó trở nên gọi là nhẹ nhàng, thanh thoát, thoải mái hơn, dành cho bạn bình yên hơn. Và đồng thời mình thấy bạn có sự tiết chế, chừng mực trong lời ăn tiếng nói, trong cách quảng giao, có sự điềm tĩnh khôn khéo, xử lý vấn đề một cách rất là chỉnh chu. Và các bạn trong giai đoạn này có khả năng là tinh thần của bạn có sự gọi là khao khát ước mơ một cái điều gì đó sẽ trở thành sự thật ha, và bạn có sự lạc quan ha, chia sẻ người khác, và bạn giúp cho bản thân cảm thấy yên bình, thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Và mình thấy trong giai đoạn này nên nói ra những sự thật ha, những cái điều đúng, và luôn hành động đúng để bạn có thể gọi là thu hút cái sự may mắn đến với cuộc sống của bạn vững vàng hơn. Mình thấy là khi mà bạn hành động tốt á, thì ơn trên nhìn thấy và có khả năng ban thưởng cho bạn. Giúp cho một cái niềm hy vọng, một cái ước mơ gì đó của bạn nó sẽ trở nên thực tế hơn. Đồng thời mình thấy một số bạn, nếu mà bạn có tham gia những cái vụ kiện hay là giấy tờ, hồ sơ pháp lý gì đó, thì mình thấy là khi mà bạn nhận sự giúp đỡ từ người khác, những người có kinh nghiệm á, hoặc là các bạn cố gắng sống một cách ngay thẳng, chính trực nhất, thì có khả năng bạn sẽ giành thắng lợi ha. Đồng thời mình thấy bạn sẽ là một người làm việc chăm chỉ siêng năng, và bạn có một cái nguồn tài chính kiên cố hơn, bạn tập trung vào cuộc sống của mình hơn, và bạn có khả năng là biết sử dụng đồng tiền hợp lý hơn. Và trong cái tuần mới này mình thấy bạn tập trung nhiều nhất là về vấn đề tiền bạc, sự nghiệp của bạn nha.
Đồng thời trong cái cuộc sống của bạn thì cũng sẽ có những người họ gây hiềm khích bằng cái lời ăn tiếng nói, cái hành vi không tốt ảnh hưởng đến tinh thần của bạn, thì bạn cũng có sự phớt lờ đi ha. À, việc cuộc sống của bạn ấy, gieo nhân nào gặt quả đó rồi đó, bạn đừng có tốn thời gian hoặc là tranh luận với họ làm gì ha, tập trung vào cuộc sống và thu hút cái phước lành mau đến với bạn. Còn ai làm gì làm, mình thấy là những người mà họ không tốt với bạn ấy, thì họ cũng sẽ gặt hái những cái bài học thích đáng để họ có sự thay đổi thôi. Còn bạn thì bạn cứ buông xả và bạn cứ tha thứ ha, và lo cho bản thân của mình thôi. À, vì giai đoạn sắp tới là giai đoạn của những cái sự gọi là kinh tế nó hơi chập chùng, cho nên bạn cần phải tận tận dụng cái khoảng thời gian này để phát triển bản thân và phát triển sự nghiệp, công việc, tiền bạc của bạn ha. Mình thấy trong cái 7 ngày tới này là một số bạn chuyển việc tình cảm của các bạn á, có khả năng á, đối với những bạn có sự ngắt kết nối chia tay với ai đó rồi, tổn thương trong tình yêu, có khả năng mình sẽ gặp một đối tượng nào đó ha. Có khả năng một số bạn là người cũ hoặc là một số bạn thì là một cái người hoàn toàn mới, tùy theo bạn muốn người nào thì người đó sẽ đến ha. Một số bạn thì mình thấy nếu mà cái năng lượng của bạn trùng với mình á, thì có khả năng là có đối tượng sắp xuất hiện với bạn trong 7 ngày tới này. Một người đem đến cho bạn một cái giá trị cam kết và họ sẽ yêu thương và họ sẽ ngọt ngào nâng niu và họ có sự quan tâm bạn ha, dành cho bạn nữ xem trả bài ở đây. Mình thấy sẽ có những tin nhắn được đưa ra và có những cái sự đắm đuối mãnh liệt ở đây ha. Một số bạn thì mình thấy là đối với những bạn nam xem trả bài, mình thấy hình như là bạn ấy chỉ tập trung vào công việc sự nghiệp của mình thôi và cũng đang tìm kiếm đối tượng. Nhưng mà có khả năng là bạn sẽ chú trọng về cái tiền tài vật chất của bạn ấy hơn ha, chú trọng vào những cái bước phát triển mới, hoặc là cũng có khả năng tìm kiếm đối tượng để nói chuyện, nhưng mà mình thấy thì chưa, nó chưa có phát triển mạnh mẽ quá, mà các bạn cần phải có sự kiên nhẫn, kiên trì, bền bỉ ở đây ha. Số bạn chọn luôn tụ 1, tụ 2 nè. Và lá bài này cho thấy rằng thì hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy thế giới thông qua ống kính của riêng họ. Họ gần như định nghĩa mọi thứ thông qua cảm xúc và trải nghiệm của bản thân. À, nhiều đến mức họ tin rằng đó là cái sự thật duy nhất. Vì vậy sẽ có khoảng thời gian để tìm ra được cái quan điểm và cái sự hiểu biết về cái tình huống của bản thân. Bạn cần phải quan sát từ những điểm có lợi thế trung lập hơn. Và đây chính là cái thời khắc ấy. Đây là lúc cực kỳ hoàn hảo để bạn thực hiện vài sự khám phá. Thay vì chỉ cân nhắc về bản thân, bạn còn nên cân nhắc về những điều kiện, con người, văn hóa và môi trường mà bạn buộc phải thỏa hiệp lúc này. Và bạn sẽ cực kỳ hạnh phúc nếu bạn làm được cái điều đó. Sự khai trí chính là phép màu mà bạn đang tìm kiếm và sẽ thật sự tìm được ha. Đây cũng là cái thời điểm thuận lợi để bạn tạo ra cái khoảng cách, từ đó nhìn thấy được những gì bạn đang làm, công việc và những dự án của bạn từ một góc nhìn khác hơn. Và cái mánh khóe ở đây là hãy kết nối bản thân với những mục tiêu và khát vọng của bản thân, đồng thời để cho những cái hình thức và thời gian đi theo tiếng gọi của trái tim bạn ha. Có thể bản thân bạn đang bị buộc quá chặt với kết quả, từ đó khiến bạn không nhìn ra được những phép màu, bởi vì đôi lúc nó sẽ không giống như những gì bạn đã lên kế hoạch. Bạn hãy tin tưởng vào các thiên thần, hình ảnh hoàn hảo của sự phồn vinh đang ở ngay trước mắt bạn. Hãy giữ cho mình cái sự tập trung và tìm tòi khám phá và chờ xem phép màu sẽ hiện ra mà thôi ha. Và đôi lúc những giấc mơ lớn lao cần được ngưng hoạt động trong một thời gian dưới sự nhận thức của chính bạn, để từ đó bạn có thể bắt đầu để ý đến những việc đơn giản hơn. Hãy cân nhắc vì sao việc cắt tỉa cây sẽ khiến nó trở nên đẹp đẽ và gọn gàng hơn khi mùa hoa đến ha.
hãy hoạt động một cách bình thường trong cuộc sống của bạn. À, ngừng chú ý đến mục tiêu hiện tại của bản thân mà hướng nó đến cái giai đoạn mới của sự lĩnh hội. Đây chính là cái mục đích sâu xa hơn trong việc thoát khỏi cái sự ràng buộc. Khi bạn cam kết với cái công việc thường ngày, trong cái trạng thái suy ngẫm trầm ngâm, bạn sẽ làm sạch năng lượng của bản thân để nhận được những cái khoảnh khắc bất ngờ, những khoảnh khắc aha moment đó. Đây chính là lúc chúng ta giúp cho bạn, có thể là đây là lúc mà cái thiên thần sẽ giúp cho bạn tiến gần hơn với những gì mà bạn đang tìm kiếm ha. Hãy học tập trong từng kinh nghiệm bạn có mỗi ngày. Sự khiêm tốn và sự nhún nhường sẽ giúp cho bạn nó có sự thành công đi xa hơn ha, trên hành trình của bạn. Và mình thấy là bạn sẽ nhận được cái hương vị của sự thành công, cơ hội tạo nên tính rõ ràng, sự nuôi dưỡng, sự phồn vinh. Và bạn hãy tin tưởng rằng những mong muốn của bạn sẽ được đáp ứng. Và bạn sẽ bước vào một cái những cái khoảnh khắc ngọt ngào nhất của cuộc sống và tận hưởng cái vùng đất của sữa và mật ong mà ai ai cũng muốn được trải nghiệm ha. Có khả năng đây là một cái giai đoạn một số bạn các bạn có sự gọi là nuông chiều bản thân và đồng thời chăm sóc sức khỏe bản thân của mình với sữa và mật ong. Và sự phồn vinh là cái nguồn năng lượng đóng vai trò không nhỏ trong cuộc sống của bạn. Mọi nhu cầu của bạn sẽ được đáp ứng, bạn sẽ được trao tặng cho những món quà của sự nuôi dưỡng từ mọi hình thức ha. Và đây chính là lúc mà bạn tìm kiếm cái đường chân trời cho chính mình. Và khi bạn tìm ra phương hướng, bạn sẽ tự động bước vào cái sự thành công, cũng như là thế giới sẽ mang đến cho bạn cái của cải dồi dào ha. Phép màu là sự lựa chọn, đồng thời cũng là cách bạn nhìn thế giới. Với mọi sự lựa chọn của bạn bây giờ thì bạn sẽ có được những cái tiềm năng nắm bắt được cái sự may mắn và tình yêu thương định mệnh của chính mình. Những cơ hội sẽ dẫn đường cho bạn đi đến một cuộc sống tốt nhất ngay bây giờ. Hãy mở rộng tâm hồn mình với chúng. Bạn đang nhận được cái hương vị ngọt ngào từ những điều mà bạn mong muốn đó. Và thi thần Michael luôn tiếp thêm sức mạnh cho bạn, giúp cho bạn phát triển cái lòng dũng cảm và bảo vệ cho bạn ha. Hãy tin tưởng vào thiên thần Michael để ngài có thể chăm sóc bạn. Tuy nhiên, cái thông điệp cao hơn của ngài dành cho bạn là về cái sự tự lập đó ha. Hãy cầu xin ngài thúc đẩy giải pháp của bạn để bạn hành động một cách chính trực. Hãy giữ cái thanh kiếm chân lý của riêng bạn và bước tiếp trên con đường thăng thiên của bạn với một cái sự quyết tâm và sự dũng cảm. Đã đến lúc thể hiện thực tại của chính bạn một cách có ý thức với sự tập trung và sức mạnh của suy nghĩ và năng lượng của bạn. Hãy là một nhà lãnh đạo thực sự có tầm nhìn và quyền lực và bảo vệ những người cần nó. Hãy đứng trong cái sự toàn vẹn và lộng lẫy của bạn để có thể cho thế giới nhìn thấy con đường, con người thiêng liêng của bạn. Và đồng thời trong cái giai đoạn 7 ngày tới này, cái luân xa cổ họng của bạn nó cũng có sự gọi là khai mở, và bạn sẽ có thể sống trong danh dự và trung thực hoàn toàn với và được mọi người tin tưởng bạn. Bạn có khả năng ăn nói chu toàn, ngôn ngữ sắc sảo và truyền cảm hứng cho người khác. Bạn cũng sẽ có thể giao tiếp thần giao cách cảm với tất cả chúng sinh trên hành tinh này và hơn thế nữa. Trực giác của bạn đang được nâng cao rất là mạnh mẽ ở đây. Và thiên thần Michael đang giúp cho bạn, che chắn cho bạn bằng chiếc áo choàng bảo vệ màu xanh đậm của mình. Và mục đích của ngài là để cho phép bạn bảo vệ bản thân bằng sức mạnh bên trong của chính mình. Và ngài đang giúp cho bạn củng cố cái hào quang ha. Và đó là cái lá chắn cá nhân của chính bạn. Và đồng thời vũ trụ muốn bạn hãy tận hưởng sức khỏe, sự dồi dào và thịnh vượng. Đó là cái sự lựa chọn của bạn. Bạn tạo ra thực tế của riêng bạn. Bạn chịu trách nhiệm về những suy nghĩ của bạn, làm cho chúng trở nên gọi là phát triển, tươi đẹp và tập trung vào sức sống, sự phong phú và niềm vui mà bạn mong muốn. Toàn bộ cuộc sống của bạn là cái sự phản ánh niềm tin của bạn đó. Vì vậy hãy gọi là luôn xuyên suốt suy nghĩ vào những cái hướng tốt đẹp và tích cực nhất ha. Nếu như suy nghĩ của bạn không phục vụ cho lợi ích cao nhất của bạn thì bạn có thể nên thay đổi suy nghĩ được rồi đó. Nếu bạn tin rằng bạn xứng đáng với thành công thì bạn sẽ thu hút được nó.
Trong khi nền tảng cho niềm vui là niềm tin rằng bạn xứng đáng có được hạnh phúc thực sự. Và bạn được hướng dẫn hãy thay đổi điều gì đó ngay hôm nay để phục vụ cho lợi ích cao nhất của bạn. Nhìn cuộc sống của bạn và thế giới từ một góc độ giác ngộ và nhìn thấy những cái điều tốt đẹp nhất trong mọi thứ. Ha. Và thiên thần Raphael sẽ hỗ trợ chữa lành cho bạn. Và ngài có thể chuyển đổi cái mật độ trong cơ thể tinh thần và cảm xúc của bạn để có thể chất trở nên mạnh mẽ hơn về mặt thần thánh. Ha. Và con mắt thứ ba của bạn là một quả cầu pha lê. Đồng thời thì mình thấy bạn sẽ nâng cao được cái trực giác cũng như con mắt thứ ba của bạn có thể nhìn thấy được mọi thứ hoặc mọi thứ thiêng liêng hoặc là nhìn thấy được những cái ánh sáng trong tất cả cái tình huống đến với bạn ha. Có khả năng gọi là dự đoán được những tình huống trong cái tương lai, bạn biết cách để có thể gọi là phòng ngừa bảo vệ bản thân của mình hoặc là có một cái sự gọi là giải quyết một cách tinh tế và tận tâm nhất. Và đồng thời thì thiên thần Raphael sẽ giúp cho bạn có thể nhìn thấy được cái vẻ đẹp thần thánh của chính mình ha. Ngài cũng giúp cho bạn có một cái sự gọi là khả năng truyền cảm hứng cho tất cả mọi người ha. Và vũ trụ rất là nhân từ, và khi bạn biến đổi niềm tin cá nhân và nâng cao cái tần suất, nâng cao cái tần số của bạn lên để phù hợp với ước mơ của mình á, thì tất cả ước mơ của bạn, những cái ước mơ thực tế nhất, nó sẽ trở thành hiện thực. Và đồng thời thì bạn đang được truy cập những cái trí tuệ cổ xưa bên trong bạn ha. Và đồng thời thì nó sẽ giúp đỡ cho bạn và cho những người khác nữa. Và bạn đang được yêu cầu tìm hiểu sâu về con người bên trong của mình và tiếp cận những cái hiểu biết, biểu tượng và thông tin đã bị lãng quên từ lâu. Bạn đã kiếm được và học được những cái điều này trong cuộc hành trình dài của mình qua linh hồn. Khi bạn đạt đến cái kho chứa, khi bạn đạt đến được cái sự sâu sắc trong cái con người của bạn, cái sự trí tuệ bên trong của bạn, thì bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra mình thực sự là ai. Hãy tắm mình trong ánh sáng của thần thánh và đồng thời nâng cao tần số năng lượng từ đó để bạn có thể chạm đến người khác bằng tình yêu và trí tuệ vì điều tốt đẹp nhất. Và điều này cũng sẽ cho phép bạn tạo và kích hoạt một cái dự án mới đang chờ đón bạn ha. Đồng thời thiên thần sẽ truyền cho bạn những cái tần số cao của sự thông minh, sự khôn ngoan. Và bạn đang được hỗ trợ từ ánh sáng để giúp cho cái công việc, cái kế hoạch của bạn nó được thành công một cách gọi là vẻ vang nhất. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 3. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi niềm vui 7 ngày tới của bạn từ ngày 7 tây tháng 11 đến ngày 13 tây tháng 11 năm 2022 sẽ có gì. Và đây những trao bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ ba là những người rất là nhiệt huyết, hăng say với cuộc sống. Các bạn cũng là một người có một sự nổi tiếng hoặc là được mọi người biết tới ha. Và bạn cũng có những ước mơ, nhiều hy vọng, nhiều sự khát khao. Mình thấy các bạn là những người có tinh thần rất là độc lập và có sự thông thái, giác ngộ và có nhiều kiến thức sâu sắc. Bạn có khả năng cho người khác lời khuyên hoặc là có khả năng dẫn đường, chỉ lối cho những người họ đang có một cái sự gọi là bị bế tắc ha. Và bạn là một người rất là thích có không gian riêng cho bản thân của mình để phát triển bản thân của mình và có một sự gọi là nâng cấp bản thân ở đây. Và mình thấy bạn cũng là một người sống khá là kín tiếng, có sự bí ẩn nữa. Đồng thời thì mình thấy các bạn là một người mang nguồn năng lượng rất là thuần khiết, rất là lạc quan, tiến về phía trước. Và một số bạn, các bạn đã giành được những cái sự thắng lợi vinh quang gì đó rồi. Và bạn là một người rất là nhanh nhẹn, thông minh, lanh lợi và là một người biết kiểm soát bản thân của mình một cách vững vàng ha. Rồi để xem coi niềm vui 7 ngày tới của bạn sẽ là gì.
Mình thấy trong vòng 7 ngày tới là cái thời điểm mà thiên thời địa lợi nhân hòa để có thể cho bạn phát triển cái đường hướng, cái công việc, cái kế hoạch gì đó của bạn ha. Mình thấy một số bạn thì các bạn cảm thấy như là mình không có được an toàn, hoặc là bạn cảm thấy là mọi thứ nó có vẻ như là bạn không chắc chắn về mọi thứ. Bạn cảm thấy như là mình có sự bất an và lo lắng bồn chồn ở đây, thì mình thấy các bạn được thiên thần Michael hỗ trợ giúp đỡ cho bạn có sự chữa lành thông qua thiền định, để giúp cho bạn có sự tự tin và bạn thực sự an toàn được cái thiên thần bảo vệ ha. Đừng quá lo lắng, đừng quá bất an trằn trọc ở đây. Và một số bạn thì bạn đang có một cái sự gọi là rụt rè, thiếu tự tin và không có sự gọi là hành động mạnh mẽ cho cái mục tiêu, cái kế hoạch của mình. Có thể là bạn đang cảm thấy có sự gọi là tự ti về một cái lĩnh vực gì đó ha. Có thể là bạn ngại nói ra trước đám đông chẳng hạn. Thì mình thấy các bạn sẽ được thiên thần Chamuel hỗ trợ, giúp cho bạn có một sự hỗ trợ sức mạnh cá nhân của bạn, giúp cho bạn có sự vững vàng, tin tưởng mạnh mẽ hơn và tin tưởng bản thân của mình. Bạn có khả năng thể hiện được quan điểm, lời ăn, tiếng nói của mình và cái ý kiến cũng như những cái ý tưởng của bạn cho người khác nghe ha. Mình thấy các bạn sẽ có những cái sự hành động mạnh mẽ, quyết liệt ở đây. Bạn không có còn cái sự chần chừ, do dự hoặc là lo lắng nữa. Và khi mà bạn đã nâng cao được cái sức mạnh, cái quyền năng của bạn, mình thấy bạn sẽ tìm thấy được con đường hướng đi rõ ràng, và bạn sẽ phi nước đại, tiến về phía trước với một cái sự gọi là bùng cháy mãnh liệt và có sự đam mê, nhiệt huyết rất là nhiều ha, có sự tung bay và tỏa sáng. Những kế hoạch, những dự định, những ước mơ gì đó của bạn, nó có khả năng sẽ được tiến triển tốt ha. Và đây là thời điểm để bạn gọi là bắt đầu thành công với những cái ý tưởng của bạn ha, bắt đầu để có thể đạt được những cái thành lợi nào đó, những cái thắng lợi, những cái thành công gì đó của bạn trong cái giai đoạn 7 ngày tới này. Và bạn đừng có bỏ lỡ thời gian này ha. Đây là cái thời gian tốt để bạn phát triển đó. Và hãy gọi là tập trung và hãy luôn học tập, nâng cao kiến thức, mở rộng thêm cái tầm hiểu biết để bạn có sự vững vàng, vững tin vào cái hành trình phía trước. Và hãy viết nên kế hoạch cho bản thân của mình, đồng thời hãy đam mê học hỏi nhiều hơn. Một số bạn thì bạn có khả năng được một cái người mang năng lượng nam, người này có một sự thông thái, thông minh. Có khả năng họ là một người có sự gọi là muốn giúp đỡ cho bạn, có thể là cố vấn cho bạn để bạn tìm ra được cái hướng đi rõ ràng. Hoặc đây cũng chính là bạn, một số bạn nam ở đây thì đây chính là bạn khi mà bạn đã thực sự gọi là tập trung suy nghĩ và tìm tòi phát triển cái tầm hiểu biết và đi sâu vào chính cái bên trong mình và tìm ra được cái hướng giải quyết và cái khả năng thực lực tiềm ẩn của bạn mà biết phát triển nó, thì bạn sẽ có khả năng mở khóa ha, mở ra được con đường hướng đi rõ ràng hơn cho tương lai của bạn. Niềm vui 7 ngày tới của bạn. Từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11 sẽ có gì? Mình thấy thì trong vòng 7 ngày tới, một số bạn thì có khả năng là cái bánh xe may mắn nó đang quay về phía bạn ha. Bạn đang trải qua một cái giai đoạn gọi là mệt mỏi, hoặc là một số bạn đang cảm thấy chán trường, rời khỏi môi trường cũ, công việc cũ, em cảm thấy khá là kiệt quệ, kiệt sức ở đây. Thì mình thấy các bạn sẽ có những cái sự gọi là đổi mới bản thân của bạn, bạn vững vàng để có thể gọi là tìm ra hướng đi, con đường, mục đích sống của bạn. Một số bạn sẽ tham gia những cái cuộc phỏng vấn, những cuộc thi nào đó, thì mình thấy là bạn sẽ nhận được cơ hội công việc rất tốt, và cái cơ hội này nó giúp cho bạn có sự thỏa mãn cái niềm đam mê, thích thú và giúp cho bạn có sự phát triển thành công ha. Bạn cảm thấy vui vẻ, hài lòng với kết quả mà bạn đạt được. Mình thấy một số bạn sẽ có khả năng là hơi buồn ngủ khá là nhiều trong giai đoạn này, hoặc là bạn sẽ có những giấc ngủ ngon hơn ha. Đồng thời mình thấy các bạn nên uống nước nhiều hơn trong giai đoạn này đó. Cũng sẽ có những cái giai đoạn mà khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi bởi những cái lời nói, hành vi hoặc cư xử của người khác, thì bạn đừng có gọi là tranh đấu mâu thuẫn để làm gì ha, với những người không đáng, những người không có phù hợp năng lượng của bạn, để đỡ tốn thời gian của bạn. Bạn nên tận hưởng cái khoảng thời gian hiện tại, một cái khoảng thời gian tốt để bạn phát triển cái cuộc sống cá nhân và cái hành trình phía trước của bạn. Đừng có lãng phí thời gian cho những người không có cùng tần số năng lượng và không cần phải tốn hao cái năng lượng lời nói,
cho những người không đáng này, nó sẽ khiến cho bạn bị trì trệ và mất khá là nhiều thời gian để có thể đạt được ước mơ của bạn đó. Hãy phớt lờ và hãy gọi là đừng quan tâm và cũng đừng có tham gia cuộc chiến này ha. Tránh ẩu đả, tránh gọi là tranh cãi trong giai đoạn này để không gây ra cái sự tổn thương cho bản thân của bạn. Một điều nhịn thì chính điều lành bạn nha. Và giai đoạn này mình thấy một số bạn bạn cũng có những cái sự căng thẳng gì đó ha. Cho nên đó, nếu bạn làm việc cực lực quá, có nhiều công việc giải quyết, hoặc là bạn có những cái sự cạnh tranh trong cái công việc làm ăn kinh doanh đó, thì mình thấy các bạn cũng sẽ được hóa giải hết mọi thứ thôi. Nhưng mà bạn sẽ khá là mệt mỏi và kiệt sức, cho nên bạn phải có thời gian nghỉ ngơi, tịnh dưỡng nha, tịnh dưỡng sức khỏe của mình. Vì còn thở thì còn gỡ, khi bạn có sức khỏe tốt thì bạn mới có thể là tạo ra được cái tương lai tốt. Còn sức khỏe không tốt thì nó sẽ khiến cho cái kế hoạch của bạn nó có sự ngưng động và không có bước tiến ha. Hãy chú trọng cái bao tử của bạn trong giai đoạn này ha. Ăn uống hợp lý, đúng giờ đúng giấc để không có ảnh hưởng, không có bị đau bao tử. Và trong 7 ngày tới này là bạn phải giữ cho mình cái sự cân bằng, điềm tĩnh nhất định ha, khôn ngoan, suy xét vấn đề tận cái nguồn sâu gốc rễ luôn. Vấn đề tiền bạc của bạn, mình thấy là bạn đừng có tiêu xài quá phung phí ha. Hãy gọi là cẩn thận, cẩn trọng trước khi bỏ tiền ra để đầu tư một cái lĩnh vực nào đó. Vì mình thấy ở đây ha, niềm vui, nhưng mà cái sự gọi là khuyến cáo này cũng chính là cái điều giúp cho bạn có một cái niềm vui trọn vẹn nè, để bạn có thể gọi là tránh được những cái sự hao tổn cái nguồn tiền bạc của bạn đó. Thì ở đây các bạn được nhắc nhở là đối với những vấn đề mà liên quan đến tiền bạc, con số á, thì bạn cần phải suy xét rõ ràng. Những cái gì mà bạn cảm thấy nó còn mù mờ thì bạn phải làm rõ ha. Phải có sự minh bạch công khai ở đây. Đồng thời nếu mà có ai mời gọi bạn hợp tác kinh doanh làm ăn thì bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng ở đây ha, điềm tĩnh. Suy đi nghĩ lại nhiều lần, vì mình thấy có khả năng một số người họ có cái sự gọi là không tốt, họ muốn lợi dụng lòng tin hoặc muốn chiếm đoạt tài sản gì đó của bạn khiến cho bạn cảm thấy tổn thương. Thì bản thân của bạn, bạn phải có thể gọi là nhìn ra được cái điều đó. Mình thấy một số bạn, các bạn có một cái trực giác cao thì bạn có khả năng cảm nhận được cái điều đó, và cái trực giác của bạn sẽ thúc giục giúp cho bạn có một sự gọi là bức bối, hoặc là khiến cho bạn cảm thấy khó chịu, bạn không muốn đầu tư. Thì đó chính là cái sự gọi là hướng dẫn từ ơn trên ha, khuyến cáo cho bạn đó. Đồng thời trong giai đoạn 7 ngày tới đừng có cho ai mượn tiền hết nha, cẩn trọng ha. Với lại các bạn có đi ra ngoài thì còn phải gọi là bảo vệ tài sản nè, rồi tránh cướp giật, lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản, hoặc là bảo vệ thông tin mật của bạn để không bị ai đánh cắp hết. Và giai đoạn này thì mình thấy là các bạn nên bảo tồn lực lượng, đặc biệt là tài chính, không nên có sự gọi là khoa trương hoặc là cho ai biết được cái số tiền mà bạn có được. Cẩn trọng ha. Và mình thấy là bạn cũng có một sự gọi là chữa lành tinh thần ở đây nữa. Giai đoạn này là giai đoạn bạn nên tập trung khiêm nhường, khiêm tốn hơn, và phát triển bản thân của mình và tạo ra những cái bước phát triển, những cái sự đột phá mới trong công việc, thì bạn mới có nguồn tài chính ổn định vững vàng được ha. Một số bạn nguồn tài chính là các bạn cảm thấy nó hơi hao hụt á, thì bạn còn phải có sự tiết chế, cân bằng, kỹ lưỡng. Và hãy bảo vệ sức khỏe của mình thật là nhiều nha. Nếu bạn không bảo vệ sức khỏe, không có sức khỏe tốt, thì bạn sẽ phải tốn hao tiền bạc cho cái vấn đề sức khỏe của bạn đó. Còn nếu như bạn có sự cẩn trọng, kỹ lưỡng, bạn lắng nghe theo những cái lời khuyên này, và bạn biết cách gọi là giải quyết nó, thì mọi thứ nó ôn hòa, nó diễn ra một cách suôn sẻ, hanh thông hơn cho bạn, không có gì xảy ra hết ha. Đây chỉ là những cái lời nhắc nhở dành cho bạn.
Mình thấy có khả năng là các bạn cũng sẽ tinh thần, mình thấy tinh thần của bạn có một sự vui vẻ gì đó ở đây, có thể là có những cái buổi tụ họp gia đình người thân, hoặc một số bạn có khả năng là các bạn sẽ đi dự tiệc cưới cũng có ha, hoặc là những cái buổi tiệc kỷ niệm gì đó có sự hội tụ với người thân của bạn ha. Đồng thời trong giai đoạn này mình thấy tinh thần của bạn là bạn phải có một cái sự gọi là vững vàng và có sự thân thiện hòa đồng với những người xung quanh, đồng thời phải sống một cách hòa nhã nhất ha, ôn hòa với mọi người, không có nên tranh đấu mâu thuẫn gì hết, vì giai đoạn này là giai đoạn nghiệp quả của bạn. Khi mà bạn vượt qua được những cái sự gọi là nóng nóng nảy á, kiểu như là có khả năng trong cái tuần mới này các bạn có những bài học nghiệp quả mà bạn cần phải xử lý, có nghĩa là người khác sẽ nói này nói nọ nói kia bạn, nhưng mà bạn con là một người có một cái tinh thần vững chắc rồi, bạn bỏ lơ, bạn có sự tha thứ, bạn không có để ý đối hoài đến họ nữa, bạn tập trung vào cuộc sống của bạn, thì có khả năng bạn sẽ tốt nghiệp được cái bài học nghiệp quả này ha, bạn sẽ không còn phải gọi là học đi học lại nữa, tốt nghiệp hoàn toàn. Mình thấy một số bạn thì có khả năng tinh thần của bạn có một cái sự gọi là yên vui hơn, thỏa mãn hài lòng hơn trong giai đoạn cuối tuần. Đồng thời có vẻ một số bạn có thể là cũng có thể là có một cái nguồn tiền hoặc là một cái điều gì đó mà bạn khát khao bằng hy vọng nó trở thành sự thật ha. Và mình thấy bạn có nhiều cái sáng kiến, nhiều cái ý tưởng độc đáo, đa dạng, phong phú ở đây nữa, giúp ích cho cái công việc sáng tạo của bạn rất là nhiều ha. Và giai đoạn này mình thấy bạn có sự nhìn về quá khứ, nhìn về cái hành trình mà bạn đã trải qua, bạn có sự rút rẻ kinh nghiệm và cố gắng phấn đấu để có thể trở thành một con người mới, tái sinh trở thành một con người tốt đẹp, chân thành và sống một cách tạo ra nhiều phước đức hơn ha. Giai đoạn này mình thấy bạn nên tập trung vào một điều mà bạn lưu tâm thôi, bạn đừng có quá gọi là mơ mộng hoặc là quá gọi là có nhiều cái sự khao khát, khát vọng và muốn đầu tư nhiều thứ. Bạn đầu tư mà bạn không có sự tập trung, mà bạn không biết rõ đường hướng đi rồi rất là dễ bị hao tốn tiền bạc của bạn và mất tiền và bị người khác lợi dụng đó nha. Và khi mà bạn làm việc chăm chỉ á, thì bạn cần phải có một sự gọi là tập trung vào công việc và tránh gọi là nói chuyện về người khác hoặc là tránh tám quá nhiều trong giai đoạn này. Và đặc biệt những công việc liên quan đến con số giấy tờ là phải tập trung cao độ, không thôi nó sẽ gây cho bạn cái sự gọi là tổn thất đó ha. Cẩn trọng kỹ lưỡng thì không có điều bất trắc xảy ra ha. Cẩn tắc thì vô áy náy. Một số bạn có thể là các bạn sẽ hướng về tinh thần hơn, có thể là bạn sẽ thích nghe bài giảng của bài thuyết pháp của các thầy các cha trong nhà thờ, hoặc là các bạn sẽ hướng thiện hơn, hoặc là bạn có khả năng một số bạn các bạn có sự chia sẻ lời khuyên, sự động viên cho những người xung quanh, có thể là cũng có nhiều người họ đến họ học hỏi từ bạn, hoặc là một số bạn thì có khả năng các bạn sẽ lên chức, lên vị trí là đào tạo nguồn nhân lực, nhân viên mới. Một số bạn thì có khả năng các bạn sẽ tham gia những lớp học để phát triển cái kiến thức của bạn ha, mở rộng cái tài năng của bạn. Một số bạn thì mình thấy là các bạn có sự hòa giải, hòa hợp, hoặc là làm hài hòa, gắn kết, chữa lành lại cái mối quan hệ nào đó là đã có cái sự gọi là mâu thuẫn gì đó ở đây rồi ha. Mình thấy có khả năng là trong 7 ngày tới các bạn sẽ đi nhà thờ hoặc các bạn đi chùa khá là nhiều để giúp cho cái tinh thần của bạn có sự bình yên và thanh thản hơn. Mình thấy đối với những bạn trong tình cảm thì có khả năng là các bạn sẽ dành thời gian để các bạn tập trung vào công việc, sự nghiệp, những ước mơ, những cái niềm tin hoặc là những cái cơ hội mới trong công việc, cuộc sống của bạn. Những bạn yêu nhau có khả năng sẽ có những cái tin nhắn được đưa ra, nhưng mà có khả năng các bạn sẽ dành thời gian riêng để mỗi người phát triển theo cái con đường riêng của bản thân mình. Nhưng mà các bạn cũng sẽ có những giây phút hàn huyên tâm sự hoặc là chia sẻ tin tức mới với nhau, cũng có những cái giai đoạn rất là bùng cháy. Vui vẻ ở đây, nhung nhớ về nhau cũng có ha. Đồng thời những bạn mà các bạn đã có sự ngừng nghỉ các cái nói chia tay thì đây là cái giai đoạn để bạn tịnh dưỡng, lấy lại cái sức khỏe, niềm tin bản thân của bạn và phát triển cái con đường hướng đi của bạn ha, tập trung bản thân bạn nhiều hơn, chữa lành cho bản thân của bạn và phát triển những đam mê, nguyện vọng của bạn, thì có khả năng bạn sẽ thành công, bạn sẽ đạt được một cái giá trị nào đó tốt đẹp cho cuộc sống của bạn.
số bạn mình thấy có khả năng sẽ phát triển cái khả năng ăn nói hoặc là giọng hát của bạn ha, yêu đời hơn. Đồng thời các bạn sẽ nuôi dưỡng cái ngôi đền tâm hồn của bạn ở trong ha, giúp cho bạn cảm thấy nó có một sự thanh thản bình yên, và bạn không có muốn tranh đấu mâu thuẫn với ai hết ha. Bạn chỉ muốn bình yên thôi. Và khi bạn bình yên, bạn thoải mái nhất thì lúc đó cái tinh thần bạn vững chắc nhất và bạn có sự thông tuệ nhất, và bạn minh mẫn và có thể tìm ra được cái hướng đi rõ ràng cho tương lai của mình. Một số bạn thì mình thấy có khả năng là các bạn sẽ học yoga hoặc là bạn sẽ thiền định nè, và bạn có sự chữa lành các đun sa của bạn để bạn trở nên nhẹ nhàng, thư giãn hơn, và làm sạch các trường năng lượng của bạn để mọi thứ nó có một cái sự cân bằng hơn, hòa bình hơn. Thấy một số bạn thì các bạn làm việc liên quan đến sự sáng tạo á, thì bạn có khả năng sẽ tạo ra những cái tác phẩm được nhiều người săn đón ngưỡng mộ, rồi mở rộng cái khả năng nổi tiếng của bạn luôn, cũng giành được những cái vài cái thắng lợi thành công trong cái cuộc sống của bạn trong 7 ngày tới. Và lá bài này cho thấy rằng thì bạn cần phải suy nghĩ xem bạn cái người mà bạn muốn trở thành là ai, điều gì bạn nên tin tưởng để có được cái cuộc sống mà bạn hằng mong muốn. Bạn được trao tặng cái món quà mang đến sức mạnh của trí tưởng tượng. Nếu bạn có thể mơ về nó thì bạn cũng có thể tạo ra nó ha. Đây chính là lúc để trí tưởng tượng của bạn hiện thực hóa cuộc sống mà bạn hằng mong muốn. Hãy dùng cả ngày để nghĩ về nó, viết lên trên tấm bảng để nhìn rõ cái mục tiêu mỗi ngày, hoặc là để suy ngẫm về những thứ đó. Hãy để cho sức mạnh của trí tưởng tượng mang đến những cái hình ảnh giúp nuôi dưỡng tâm hồn của bạn. Và sau đó hãy cho phép cảm xúc của bạn hòa lẫn vào những cảm hứng và tưởng tượng mọi thứ đã được trở thành sự thật ngay bây giờ. Lặp đi lặp lại cái điều đó, những gì bạn tưởng tượng rồi sẽ trở thành niềm tin, và rất nhanh thôi bạn sẽ thấy chúng vượt qua được cái thế giới vật chất bên ngoài à, và đôi khi cũng có sự can thiệp của phép màu nữa đó. Và đây cũng chính là khoảng thời gian quyền lực nhất để bạn có thể làm rõ được việc phải làm gì để tạo ra được cái thành công cho chính mình, ý nghĩa của sự phồn vinh bạn có được sẽ là gì, và những thứ bạn cần làm để phát triển bản thân và khiến cho mọi thứ xảy ra. Bạn cần phải trở thành người như thế nào để có thể hiện thực hóa giấc mơ ha. Hãy sẵn sàng cho cái sự thành công đang chờ bạn nắm lấy nó ha. Và rồi những giấc mơ của bạn nó sẽ trở thành sự thật mà thôi. Và bạn cần phải có sự cân bằng trong lúc này ha. Cuộc sống luôn cho bạn được những cái trải nghiệm đầy thử thách cũng như mang tính nuôi dưỡng, và tất nhiên qua thời gian thì chúng sẽ dẫn đến cái sự cân bằng. Bạn sẽ chuyển hóa từ cái tình trạng ngưng trệ tiến đến cái việc hành động, từ việc khám phá đến yêu thương và cho đi, sau đó trở lại với việc tiếp tục tồn tại. Cuộc sống giống như con lắc đung đưa giữa những giai đoạn này, bạn sẽ luôn dao động lên xuống giữa hai thứ tồn tại và hành động. Nếu bạn không hài lòng với vị trí của bản thân ngay lúc này, hãy hiểu rằng mọi trải nghiệm đều có lý do của nó. Hãy chấp nhận chúng và không phán xét, và rồi bạn sẽ nhìn thấy được cách mà vũ trụ sẽ sắp xếp cho bạn một cái sự cân bằng hoàn hảo nhất. Bạn sẽ gặt hái được những gì mà bạn đã gieo trồng. Mọi hành động sẽ đi kèm theo kết quả ha. Những việc đáng ngạc nhiên rồi sẽ sớm bộc lộ sớm mà thôi. Và đây cũng chính là lúc dành cho cái sự trao đổi sòng phẳng. Tính chất công bằng sẽ thắng thế, và bạn sẽ nhận được cái điều tương tự ha. Trong mọi vấn đề bạn sẽ được quyền dàn xếp mọi sự thương lượng một cách công bằng. Lợi ích tương đương sẽ là món quà dành cho cả bạn, đối phương và các đồng nghiệp. Đây chính là cái thời điểm hoàn hảo để bạn điều chỉnh lại cái tài chính của bản thân và nhận được cái thù lao do những gì mà bạn đã làm. Và bạn cần phải có sự cân bằng, và cuộc sống của bạn sẽ có sự công bằng ở đây ha. Hoặc là có thể năng trong 7 ngày tới các bạn sẽ có những cái sự thương lượng kinh doanh buôn bán gì đó. Và hãy nhớ rằng mọi thứ đều cần phải được báo đáp một cách chính đáng. Hãy khắc sâu điều này như nó là sự thật không thể chối cãi. Và rồi nó sẽ diễn ra. Mình thấy khả năng cái sự công bằng cũng sẽ được thể hiện trong cuộc sống của bạn nữa. Bạn sống tốt, trời xanh tự an bài cho bạn thôi ha. Và đây là cái thời điểm lợi thế để bạn tạo ra cái khoảng cách, từ đó nhìn thấy được những gì bạn đang làm, công việc và những dự án của bạn từ một góc nhìn khác hơn ha. Hãy kết nối bản chất của những mục tiêu và khát vọng bản thân, đồng thời để cho những hình thức và thời gian đi theo tiếng gọi của thiên thần.
Có thể là bản thân bạn đang bị buộc quá chặt với kết quả, từ đó khiến bạn không nhìn ra được những phép màu. Bởi vì đôi lúc nó sẽ không giống như những gì bạn đã lên kế hoạch. Hãy tin tưởng vào thiên thần vũ trụ của Đấng Bảo Hộ Thiêng Liêng. Hình ảnh hoàn hảo của sự phồn vinh đang ở ngay trước mắt bạn. Hãy giữ cho mình một cái sự trung lập và tìm tòi khám phá ha, và đồng thời hãy chờ xem phép màu sẽ hiện ra mà thôi. Và bạn được khuyến khích hãy mở lòng mình với các thiên thần để có thể có được lấp đầy cái sự thông minh và sự khôn ngoan ha. Và các thiên thần đang bắt đầu đổ tình yêu vô điều kiện và trí tuệ vàng vào bên trong bạn ha, và cái ngày sẽ giúp cho bạn trải nghiệm mọi thứ từ một cái góc độ giác ngộ hơn. Hãy dành một chút thời gian để cảm nhận năng lượng của các thiên thần đang chảy vào tâm trí của bạn, và sau đó có ý thức chiếu ánh sáng mà bạn đã nhận được đến những người khác. Và các ngài kêu gọi bạn hãy tiếp cận mọi người bạn gặp hôm nay bằng trí tuệ và lòng trắc ẩn yêu thương. Ngoài ra, hãy xử lý các tình huống xung quanh bạn một cách khéo léo ở mức độ chính xác mà bạn thể hiện được trí tuệ và lòng từ bi nhân ái. Và nó sẽ giúp cho cuộc sống của bạn có sự biến đổi. Và bạn được kêu gọi hãy mở rộng tầm nhìn của mình. Đây là một cái sự hóa thân quan trọng đối với bạn. Vì vậy, hãy bước lên để trở thành tất cả những gì mà bạn có thể, phát triển cái sự phụ thuộc lẫn nhau, vì đây là phẩm chất sẽ cho phép kỷ nguyên vàng mới phát triển. Khi bạn thực hành nó, những người khác sẽ làm theo ánh sáng của bạn ha. Và bạn đang nhận được cái sự gọi là hỗ trợ từ thiên thần vũ trụ của Đấng Bảo Hộ Thiêng Liêng, và cái sự thuần khiết của bạn sẽ được ghi nhận, và các ngài sẽ giúp cho bạn có một cái sự gọi là hòa hợp thân thiện với mọi người xung quanh và thúc đẩy cái dòng chảy thiện chí, tình yêu, hòa bình và sự phù hợp với mọi người. Bằng cách liên lạc với những người khác, giao tiếp và hợp tác vì lợi ích cao nhất, bạn sẽ kích hoạt cuộc sống của bạn trôi chảy trong cái sự hài hòa nhất. Và trong 7 ngày tới này, nói chung là trong cuộc sống của bạn luôn, nếu mà bạn càng sống thuận hòa, càng sống gọi là thân thiện hòa nhã với mọi người, thì cuộc sống của bạn nó càng may mắn, nó càng hanh thông và suôn sẻ ha. Và đồng thời thì khi mà bạn đang trong giai đoạn ở ngã ba đường ha, thì thiên thần giúp cho bạn có can đảm tìm một cái con đường mới và giúp bạn có một cái sự lựa chọn khôn ngoan. Và cái ngày sẽ giúp thắp lên cái nhiệt huyết của bạn để bạn đi đúng hướng ha, và giúp cho bạn có sự nhẹ nhàng tập trung và cung cấp cho bạn có sự hỗ trợ cần thiết. Và các ngài sẽ giúp cho bạn có niềm tin tưởng vào khả năng ngoại cảm của mình, và bạn có một cái sự nhạy cảm về cảm xúc, và hãy tin tưởng vào trực giác của mình. Nếu bạn đang buồn hoặc là cảm thấy gọi là trăn trở lo lắng gì đó, hãy thương xót bản thân của bạn và đối xử với bản thân một cách nhẹ nhàng và tôn trọng ha. Tuy nhiên, nếu đã đến lúc bạn phải tiếp tục, hãy nhớ rằng cảm xúc của bạn rất là mạnh mẽ. Đừng để chúng kìm hãm bạn, thay vào đó hãy để chúng thúc đẩy bạn tiến tới cái mới. Hãy cầu xin sự giúp đỡ bạn cần và tin tưởng rằng khi bạn cảm thấy bị thu hút theo một cái hướng nhất định hoặc là nhiệt tình với một cái điều gì đó, thì đây là cái sự hướng dẫn như thiên thần vẽ con đường phù hợp cho bạn đó. Ngay khi mà bạn cảm thấy sẵn sàng, hãy tập trung sức lực và hãy theo dõi cái sự mách bảo từ trực giác và làm những gì cần làm. Rồi một cánh cửa hạnh phúc sẽ mở ra cho bạn, một cánh cửa mới ha, tràn đầy niềm tin và ánh sáng. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.